Theo kế hoạch tháng 10 tới đây, Ủy ban châu Âu EC sẽ sang Việt Nam và có đợt kiểm tra lần thứ tư về chống khai thác IUU. Thời gian qua, cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Thừa Thiên Huế đã triển khai nhiều giải pháp cụ thể và hiệu quả. Đến nay, Thừa Thiên Huế tự tin là địa phương chấm dứt được tình trạng tàu cá 30 khai thác không hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Qua đó, sẵn sàng cho đợt kiểm tra mang tính chất quyết định của EC đối với ngành thủy sản của Việt Nam trong tháng 10 này. Trạm biên phòng cửa khẩu Thuận An, những ngày này, tàu thuyền vào ra tấp nập do đang trong cao điểm khai thác cuối vụ cá Nam, chuẩn bị cho vụ cá Bắc. Bên cạnh giải quyết nhanh các thủ tục cho bà con ngư dân kịp thời vươn khơi, các chiến sĩ của trạm cũng thường xuyên có mặt để kiểm tra việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, kết hợp tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống khai thác thủy sản IUU cho các chủ tàu. Nhờ thực hiện liên tục và xuyên suốt trong thời gian qua, nhận thức của bà con ngư dân không ngừng được nâng lên, giúp kéo giảm sâu tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Anh em ở biên phòng là tuyên truyền thường xuyên cho bà con chúng tôi rồi. Nên là anh em chúng tôi là chấp hành đúng theo là chủ trương của nhà nước, không vi phạm của vùng biển cấm của EU, chấp hành đúng, không có ai vi phạm. Từ đầu năm 2023 đến nay, với sự vào cuộc quyết liệt của đồn biên phòng cửa khẩu cảng Thuận An cũng như chính quyền địa phương, thì nhận thức của bà con ngư dân trên địa bàn quản lý nâng cao rõ rệt, cho thấy là số lượng tàu thuyền vi phạm khai thác EU giảm rõ rệt, không còn tình trạng khai thác tại các vùng biển nước ngoài hay là vi phạm khai thác hải sản trái phép. Và các tàu cá của bà con ngư dân cũng đã đảm bảo đầy đủ các loại giấy tờ theo quy định. Đến tháng 9 năm 2023, Thừa Thiên Huế là một trong những địa phương đầu tiên trên cả nước hoàn thành 100% tổng số tàu trong diện quản lý được lắp thiết bị giám sát hành trình. 99,7% tỷ lệ tàu cá đã được cấp giấy phép khai thác thủy sản phục vụ tổ công tác quản lý giám sát, đảm bảo không vi phạm quy định IUU. Ngoài ra, một số tồn tại của ngành thủy sản được EC chỉ ra qua các đợt kiểm tra trước như người dân chưa thực hiện ghi nhật ký khai thác, thiếu hoặc không mang theo giấy phép khai thác thủy sản, giấy đăng kiểm, gây khó khăn cho việc truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác. Hiện đã cơ bản được khắc phục, được các bộ ngành, đặc biệt là trung ương đánh giá cao. Đây bước đầu là những tín hiệu tích cực đối với ngành thủy sản tỉnh nhà cũng như sinh kế của bà con ngư dân. Quy định IUU thì không được vượt lên giới của vùng biển đánh bắt của nước ngoài. Cả là cái quan trọng nhất. Riêng trên địa bàn của phường Thuận An, loại riêng cũng như tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung, hiện tại cũng chưa có trường hợp này xảy ra. Ở đây cũng mong các bà con ngư dân, không những ở địa bàn phường Thuận An mà các phường, các trên địa bàn của tỉnh cũng như cửa toàn quốc, bà con cố gắng tiếp tục động viên bà con ngư dân của mình và triển khai như làm ăn trên phạm vi vùng biển của theo quy định của Việt Nam. Để cùng cả nước tháo gỡ kẻ vàng thì Thừa Thiên Huế cũng thực hiện các cái nhóm giải pháp mà cụ thể là bám sát các cái khuyến nghị, bốn cái khuyến nghị của Ủy ban châu Âu. Cái thứ nhất đó là cái giải pháp về khung thể chế. Nhóm giải pháp thứ hai đó là tăng cường kiểm soát cái đội tàu chặt chẽ. Cái nhóm giải pháp thứ ba đó là cái việc mà chứng nhận truy xuất nguồn gốc khi mà có cái doanh nghiệp đòi hỏi thì yêu cầu cái chứng nhận truy xuất nguồn gốc. Và hiện nay công tác tuần tra kiểm soát trên biển cũng được là tăng cường giữa hai lực lượng thủy sản và biên phòng. Thì hy vọng với bốn cái nhóm giải pháp trên thì Thừa Thiên Huế cũng góp một phần nào đó trong cái tháo gỡ thẻ vàng của Việt Nam. Dự kiến tháng 10 tới, đoàn thanh tra EC sẽ có buổi kiểm tra về chống khai thác IUU tại một số tỉnh thành ven biển để làm cơ sở cuối cùng cho việc đi đến quyết định gỡ thẻ vàng lên thủy sản Việt Nam. Chặng đường 6 năm để gỡ thẻ vàng không ít gian nan, đang đến giai đoạn nước rút, đòi hỏi các địa phương, doanh nghiệp, người dân cần tuân thủ nghiêm túc hơn để khắc phục ngay những hạn chế tồn tại, qua đó cởi trói cho hải sản đến với thị trường châu Âu trong thời gian tới.